Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các sư cô, chuyên đề 15 của dẫn nhập triết học Phật giáo đề cập đến thánh nhân trong kinh điển Pali, hay còn gọi là thánh nhân theo quan điểm của Đức Phật. Nếu như Niết Bàn là trạng thái an lạc do kết thúc toàn bộ khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, thì thánh nhân á là người thực tập đã đạt được Niết Bàn đó. Bất kỳ ai đạt được Niết Bàn đều được gọi là thánh nhân. Hễ là thánh nhân, người đó được gọi là đã đạt được Niết Bàn. Như vậy bản chất của con người đạt được Niết Bàn như thế nào? Đó chính là nội dung của bài học hôm nay. Chúng ta sẽ khảo cứu qua các vấn đề như sau. Vấn đề 1, khái niệm thánh nhân trong kinh Pali. Về khái niệm thánh, tiếng Pali gọi là Ariya. Có lẽ khẳng định rằng là kinh Phật đó xuất hiện khái niệm Ariya, tức thánh, nhiều hơn bất kỳ tôn giáo nào. Rồi rất tiếc là chúng ta ít sử dụng đến ở trong văn học. Trước tác ngoài Tam Tạng, và gần đây đó thì Thi Chúa Giáo và Tin Lành có mặt tại Việt Nam trong hơn 100 năm qua bằng con đường thực dân, thì người ta cứ nghĩ là chữ thánh đó là cái khái niệm có gốc rễ từ Thi Chúa Giáo nhiều hơn là của Đạo Phật. Ngộ nhận đó cần phải được hiệu chỉnh. Về bản chất á, thánh nhân là người đang lội ngược dòng đời, siêu việt hơn các điều kiện của phàm phu. Phàm phu trong tiếng Pali là Buthuchana, còn gọi sát nghĩa đó là vô văn phàm phu, tức là người phàm là người không nghe chân lý của bậc thánh. Vô văn là không nghe chân lý. Như vậy ai ít đọc kinh, ít nghe giảng sẽ rơi vào trạng thái vô văn phàm phu. Dòng đời đây tượng trưng cho nghiệp đời, thói quen đời, lối sống đời, ứng xử đời, mà hệ quả của đó đó là dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Như vậy thánh nhân là người đã thay đổi được nhân cách sống, lối sống, thói quen sống, phẩm chất sống để có được chất lượng sống rất là an vui. Tiếng Pali Ariya Bukkala dịch sát nghĩa là thánh nhân, hoặc có một từ tương đương là Ariya Savaka, là thanh văn thánh, tức là bậc thánh đệ tử hay là thánh thanh văn, chỉ cho trạng thái tâm của một người đã không còn các nỗi khổ niềm đau nữa, như là một người phàm tục vốn đã từng bị. Và thánh nhân được xem là những người đã thành tựu được con đường siêu thế,
Lokuttara Magga và chứng đắc được bốn quả siêu việt Lokuttara Phala. Quả siêu việt là quả thánh nhân ấy. Cho nên bậc thánh là người đã kết thúc được sanh tử. Dĩ nhiên thánh nhân trong văn học Pali khác hoàn toàn và vượt lên trên các thánh nhân ở trong Nho giáo hay là các tôn giáo khác. Mặc dù họ cũng dùng là thánh nhân, nhưng mà nội hàm tâm linh, con đường tu tập, chuyển hóa, tham ái, sân hận, si mê chấp thủ trong thánh nhân đạo Phật đó được mô tả rất rõ. Thánh nhân là người có đủ tư cách và trên thực tế là thành viên trong đại gia đình của nhân vật giác ngộ, hay là thành viên của gia phả giác ngộ Gotrabu. Còn chúng ta đang là thành viên của gia phả phàm. Văn học Pali thường gọi thánh nhân là những người đạt được sự chấm dứt của thế giới. Chấm dứt thế giới đây không có nghĩa là kết thúc sự sống, kết thúc đời này, mà chấm dứt thế giới là chấm dứt sự tái sinh do nghiệp, cụ thể là nghiệp tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Để phân biệt cái cấp độ niết bàn và cái kết quả niết bàn mà các vị thánh nhân đã đạt được đó, thì kinh tạng Pali nêu ra có bốn loại thánh nhập vào dòng, tức gọi là thánh dự lưu, thánh trở lại thế gian một lần, tức là thánh nhất lai, thánh không còn trở lại, không tái sinh, thánh bất lai, và thánh a la hán, tức là người đã hoàn tất trọn vẹn con đường thánh và trở thành thánh nhân đích thực. Để phân tích một cách chi tiết giữa những vị đã chứng đắc được thánh quả và những vị đang tiệm cận trên con đường để đạt được thánh quả, thì trường bộ tập 3 trang 105 và 254 bản Pali có đề cập đến gia phả 7 bậc thánh trong đạo Phật, bao gồm bậc giải thoát bằng hai cách: bậc giải thoát nhờ trí tuệ, bậc thân chứng, bậc chứng đắc chánh kiến, bậc giải thoát nhờ chánh tín, và bậc theo đuổi chân lý, và bậc thành tín đức tin. Tức là những thánh nhân này đó là những người đạt được tối thiểu là sơ quả a la hán. Thì phần giải thích về nội dung tâm linh, cách tu tập, quả đạt được của như bậc này đó thì kinh Trường Bộ không có đề cập đến, chỉ nêu cái danh xưng thôi. Số 2, các tối buộc tâm. Về nội hàm tâm linh, thánh nhân á, là những vị đã chặt đứt được các sợi dây trói buộc tâm. Samyocaya. Và đây cũng là tiêu chí để đánh giá đâu là một người đã được chứng đắc và chính thức gia nhập vào dòng thánh. Còn các trói buộc tâm chưa kết thúc thì dầu có tự phong là thánh A-la-hán, là thánh Bồ-Tát, là Phật sống, chúng ta vẫn biết đó cũng chỉ là những người phàm thôi. Sau đây là đoạn kinh Tân Ưng tập 5 trang 61 đề cập đến 10 loại trói buộc mà người bị vướng kẹt á, tâm người đó sẽ trở nên phàm phu, nghiệp người đó trở nên khổ đau, cuộc đời người đó không trở nên thánh vĩ được. Năm 10 trói buộc này còn được, thường được gọi là 10 kiết sử, được chia làm hai nhóm: năm kiết sử thấp, tức là năm trói buộc thấp, tức là năm hạ phạt kiết sử, và năm trói buộc cao, tức năm thượng phạt kiết sử.
Thứ nhất là về hạ Phật kiết sử, bao gồm quan niệm sai lầm về nhân tính, thường gọi là thân kiến, tiếng Pali gọi là Sakaya Ditthi. Ditthi là cái nhìn, quan điểm, thái độ, nhận thức, nhưng mà thường nó được sử dụng cho nội dung sai. Thỉnh thoảng Ditthi cũng được gọi chung là nhãn quan, nhãn kiến, nhận thức. Đúng hay sai nó tùy vào cái nội dung và kết quả. Bất cứ ai cho rằng thân thể này do Thượng Đế tạo ra, do thần linh tạo ra, đều được xem là quan niệm sai lầm về thân thể, hoặc là do vật chất tạo ra, hay là do tâm tạo ra, cũng là các quan niệm sai lầm về thân tương tự. Còn theo văn học Bali đó, thì thân thể của người được tạo ra bằng tinh cha, trứng mẹ, nuôi lớn bằng vật thực. Trong thân đó có hệ thống thần kinh để biểu đạt các cái nhận biết của tâm. Và sự sống của thân thể này đã không phải bắt đầu từ lúc con người có mặt ở bào thai, do vậy không kết thúc sau khi con người chết. Nó là một diễn trình không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Thứ hai, nghi hoặc Vichicca, nghi về Đức Phật lịch sử, hoài nghi về chánh pháp, bao gồm hoài nghi về tứ diệu đế, 12 nhân duyên, nhân quả, vô thường, vô ngã, sáu ba la mật, từ bi hỷ xả và tất cả những giáo pháp cao quý, và không nghĩ rằng đó, những con đường đó có thể giúp cho chúng ta kết thúc được nỗi khổ và niềm đau. Nghi về sự thanh tịnh của tăng đoàn, nghi đời sống đạo đức không mang lại hạnh phúc, nghi nhân quả không có thật, nghi về sự hiện hữu của kiếp sau, và nhiều cái loại hoài nghi không phản ánh đúng với thế giới hiện thực. Nghi hoặc là con đẻ của vô minh. Thứ ba, chấp các phương pháp sai lầm, giáo điều sai lầm, thực tập sai lầm là con đường giải thoát, từ gọi là giới cấm thủ, Sila Bata Param Masa. Thì trong truyền thống của Bà La Môn giáo đó, giới cấm thủ được hiểu là các phương pháp khổ hạnh, các phương pháp tế lễ Thượng Đế, và được cương điệu là con đường để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Đứng một chân nằm ở trên bằng trong, quanh năm không tắm, không cạo râu tóc, không ăn uống điều độ, nghĩ thân này là nguồn gốc của tội lỗi, vân vân, đều được xem là giới cấm thủ. Còn trong Kỳ Đa giáo, một đạo sa môn vô thần thì cho rằng đó, phải sống gần với thiên nhiên như lúc con người mới sinh ra, mặc áo không khí là con đường có thể giúp cho hành giả đạt được sự giác ngộ. Nói chung là các giới điều, tính điều của các tôn giáo khác đều được liệt chung vào giới cấm thủ. Thứ tư, khao khát khoái lạc giác quan, tức là tham dục, tiếng Pali gọi là kama raga. Raga là cái lòng tham, hay là cái ước muốn, sở thích. Kama là tính dục, mà nhẹ nhất của đó là tình yêu. Ở đây là bản chất của đời sống tại gia, và người xuất gia là nỗ lực chuyển hóa năng lực tiêu cực này. Là những người nào mà còn khao khát tính dục thì người đó không thể nào trở thành thánh, vì họ bị lệ thuộc lớn, bị trói buộc lớn. Những người thuộc giới tính thứ ba, ô môi và BD đó, thì thường bị cái kama raga này đó chi phối rất là mạnh. Và đó là lý do mà Đức Phật không cho phép họ xuất gia.
bởi vì đời sống tính dục của họ không được thừa nhận công khai bởi luật pháp, cho nên ức chế tâm lý làm cho họ nó có những cái biến thái nhất định. Và mặt khác là vì thân nữ mà tánh nam, cho nên ở trong chùa ni đó thì thương các sư cô. Thân nam mà tánh nữ thì ở chùa tăng thương các ông thầy. Đó là lý do mà giới luật truyền thống đó chỉ cho phép giới tính thứ ba giữ năm giới đạo đức tại gia thôi, chứ không đủ tiêu chuẩn để tiếp nhận 10 giới sa di, tức somanani hay là tỳ khưu ni. Thứ năm, hiềm hận vipata, tức là giận dỗi, hiềm khích, hiềm thù, ganh tức, hay là uất hận người nào đó, đối tượng nào đó, sự vật sự việc nào đó mà không có giải phóng khỏi tâm được. Những người đó là sống trong khổ đau, lúc nào đầu óc của họ đó nó cũng bị dướng mặn bể, rồi nghĩ tưởng đến những cái hành động, lời nói làm thế nào để thương tổn tha nhân, thậm chí có thể triệt tiêu tha nhân. Sau đây là năm thượng phần kiết sử, bao gồm 6: tham ái cách cảnh vật hiện hữu vật chất, tức là sắc ái, rupa raga, tức là đam mê về thế giới hình thù vật chất, màu sắc, hình tướng, tức là bị dướng kẹt vào, chạy theo chủ nghĩa thẩm mỹ, thời trang, modern, trang sức, vân vân. Thì cái này đó là chị em phụ nữ bị dướng kẹt nhiều hơn nam. Cái sắc ái lớn nhất của người nam á, là nhan sắc của người nữ. Còn cái sắc ái của người nữ đó, ngoài nhan sắc của người nam, nó còn là tất cả các cái gì đó thuộc về cái đẹp. Trong chợ đó, phần lớn đó, trong nhất là siêu thị đó, phần lớn là những sản phẩm phục vụ cho sắc ái dành cho phụ nữ và trẻ em. Và dành cho người nam thì đơn giản lắm. Thì chúng ta đến mấy cái quầy áo quần cho người nam, nó không có phong phú. Còn tới khu vực áo quần dành cho người nữ là thiên hình vạn trạng. Lúc mà chưa có đội bóng nữ đó, người ta có một cái câu chuyện tiếu như thế này nè. Nó sở dĩ mà không thành lập được đội bóng nữ á, là vì mỗi cô đòi mặc một cái áo khác nhau. Nhưng mà đến lúc mà đội bóng nữ ta thành lập được rồi thì câu chuyện đó dẹp đi. Chị em phụ nữ ta cũng có tính kỷ luật tốt, nên là khi yêu cầu đồng phục người ta vẫn đồng phục được. Số 7, tham ái cảnh hiện ngũ phi vật chất, từ được dịch là vô sắc ái, arupa raga. Vô sắc tức là không hình thái, không màu sắc. Thì cái này là cái tham ái đối lập lại với sắc ái, tức là những người họ thiên cực về cái giản dị đến độ trở thành là lè phè, dơ dái, không bận tâm về hình thù vóc dáng gì hết. Chị em phụ nữ nào mà dướng vào cái bệnh này là chồng dễ bỏ lắm. Đó là một cái yếu tố tâm lý. Thứ 8, cống cao tự phụ, tức là mạng, tiếp bởi lưu gọi là mana, cao ngạo, tự hào, tự đại, tự đắc, cho mình là bản đề, bản lề, trung tâm của mọi giao tiếp, là quan trọng nhất, yếu tố không thể thiếu, nhân cách vĩ đại, cao thượng, tức là số 1. Và những người như thế thường tạo ra những cái rào cản tâm lý giữa họ và những người khác, rất là khó được trọng dụng, đi tới đâu người ta sợ tới đó. Thứ 9, không an định, tiếp theo gọi là uddacha, tức là dao động, thân đi thì giống như chạy, ngồi đó thì không yên, tay chân thì múa mái, miệng thì huýt sáo,
hút thuốc thì tạo ra dòng khói, chữ O, chữ U, ngồi thì chéo cẳng ngỗng, đi thì đánh đồng đưa, tức là bước chân thì tạo ra âm thanh ở đôi dép, tức là dao động thân, nó làm cho người đó không trở nên đỉnh đạt trang nghiêm. Và người mới xuất gia tu học Phật đó được cuốn như người nghi để giúp cho cái dao động thân đó được kết thúc, và nó tạo ra một cái gì đó rất là trang nghiêm, thiền vị, đỉnh đạt, an lạc. Còn dao động tâm á, thì cái người lóc chóc, háo thắng, rồi bức xúc, thường dễ bị tác động tâm lý, họ không có được cái sự yên định, không có được cái bản lĩnh chịu đựng, nghe một lời thị phi là chao đảo, nghe một cái biết đến một cái sự cho cái bóng xe đó là muốn bỏ cuộc đi chừng, tức là họ dễ chao đảo lý tưởng, chao đảo lập trường, chao đảo quan điểm, chao đảo sự tu tập, bỏ cuộc đi chừng. Do đó nó đều được liệt vào cái nhóm là không an định của tâm. Và thứ 10 là vô minh, avijja, tức là thiếu kiến thức về tứ diệu đế, thiếu hiểu biết về duyên khởi, thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết vô thường vô ngã, thiếu hiểu biết về tất cả những chân lý Phật dạy, đều được gọi chung là vô minh. Còn những người mê tín dị đoan thì vô minh quá nặng nè. Dựa vào hai nhóm năm trói buộc thấp và năm trói buộc cao, hay là năm trói buộc nặng và năm trói buộc nhẹ, và kinh Tạng Pali đó phân định đâu là người phàm, đâu là tiệm cận thánh và đâu là thánh nhân. Thánh nhân vào dòng, thánh nhân trọn vẹn. Như vậy là toàn bộ quá trình tu tập của người xuất gia nói chung và người tu học Phật nói riêng là làm thế nào để giải phóng hết tất cả 10 chói buộc tâm vừa điêu. Thánh nhân là người kết thúc được 10 chói buộc này thôi. Cho nên tất cả những phương pháp thực tập chỉ là công cụ. Rất nhiều người đánh đồng mà việc gõ mõ, tụng kinh, lễ bái, rồi kinh hành, thiền định đó, là tu. Dĩ nhiên cái đó là cái phương pháp, và nó là cái công cụ để tu. Mà cái tu chính đó là để giải phóng 10 chói buộc này. Nếu mà không giải phóng 10 chói buộc này đó, thì tất cả các việc làm vừa điêu đó thì chưa đủ cái yếu tố cần thiết để dẫn đến niết bàn. Cho nên tu sĩ phải tâm niệm là mỗi ngày chúng ta phải kết thúc được, và trong đời tu của mình đó, thì nếu không được trọn vẹn 10 thứ thì ít nhất chúng ta phải được là 50%. Bằng không đó, chúng ta cũng không tiến bộ hơn người phàm. Thì đó là nội dung của Tăng Chi tập 1 trang 4. Số 3, khái niệm hữu học và vô học. Hữu học tiếng Bali gọi là Sekha. Định nghĩa căn bản của từ này đó là một hành giả, tức là người thực tập, đang cần phải tiếp tục tu nghiệp về đạo đức, về thiền định, về trí tuệ, còn tiếp tục nỗ lực để kết thúc 10 trói buộc thấp và cao. Còn phải học để chuyển hóa các nghiệp phàm, thói quen phàm, ứng xử phàm. Dĩ nhiên bậc hữu học đó gồm 7 hạng thánh đầu. Lát nữa chúng ta sẽ thấy 7 hạng thánh đầu là cái gì. Vô học tiếng Pali gọi là Asekha, tức là người đó không còn nhu cầu, không cần thiết phải trải nghiệm đạo đức, thiền định, trí tuệ, không cần phải học Phật pháp để chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, vì toàn bộ các vấn đề khổ đau và các trói buộc của tâm hoàn toàn kết thúc ở họ rồi. Trong tiếng Pali đó thì nó rõ Asekha, tức là không cần thiết phải học nữa. Còn chữ vô học á, nếu không khéo nó đồng nghĩa với chữ thất học ở trong tiếng Việt. Thất học có nghĩa là người dốt,
người thiếu hiểu biết. Còn vô học á, là không cần phải tu tập nữa, không cần phải chứng đắc nữa, vì quả chứng đắc đã đạt được rồi. Nói cái khác, khái niệm vô học chỉ cho bậc thánh đã đạt được quả A-la-hán. Và do đó toàn bộ sự tu tập kết thúc 10 trói buộc cũng như ba độc đã được thành công. Cho nên họ không cần thiết để trải qua bất kỳ một huấn luyện nào khác nữa. Đối với bậc vô học đó, thì tuyên bố về sự giải thoát thường được gọi là giải thoát tri kiến hay là kiến thức về sự giác ngộ, bao gồm bốn mệnh đề như sau: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Còn những người nào mà chưa có được cái tuyên bố đó bằng hiện thực phù hợp với lối sống, thiền định, đạo đức, trí tuệ, thì cái đó được xem vẫn còn là hữu học, tức là có nhu cầu tiếp tục để tu, để chuyển hóa. Dựa vào nội dung kinh Tạng Pali và đặc biệt là Trường Bộ tập 1 trang 156 thì các tốc độ tu chứng á, đối với tánh nhân á, nó tương xứng với những cái chói buộc cao và thấp như vừa nêu. Hành giả nào diệt trừ được ba trói buộc đầu được xem là chứng quả dự lưu, tức là nhập vào chồng thánh. Ai diệt trừ được ba trói buộc đầu và một phân nửa các trói buộc sau thì người đó chứng được cái quả nhất lai, tức là trở lại một lần cõi đời sanh tử này tiếp tục tu để hoàn thiện. Người nào đã trừ diệt được toàn bộ năm trói buộc thấp, tức là năm trói buộc nặng á, thấp ở đây là được hiểu là nặng, bởi vì nó làm cho con người bị rơi rớt xuống trong sanh tử, thì cái đó được chứng quả bất lai. Còn ai sau khi chứng trừ diệt được năm trói buộc thấp, tức là năm trói buộc nặng, và kết thúc luôn cả năm trói buộc cao, tức là năm trói buộc nhẹ, thì cái đó chính thức trở thành A La Hán. Đó là định nghĩa trong văn học Pali rất là dứt khoát. Từ Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi đều có những cái công thức giống nhau. Vì đó chúng ta phải nhớ đến 10 chỗ buộc này để nỗ lực kết thúc cho bằng được chúng trong quá trình tu tập của mình. Và thời gian làm sa di và thức sobhanani đó là cơ hội tốt nhất để chúng ta kết thúc chúng. Khi mà lên làm tỳ kheo đi rồi đó, chúng ta nghĩ rằng mình đã tiếp nhận giới đức của túc đầy đủ trọn vẹn, cho nên chúng ta lơ là, chúng ta qua loa chú lệ ta. Thì cái giai đoạn mà 5 năm đầu mới tu đó là giai đoạn mà mình tu quyết liệt nhất, tinh tấn nhất, có lý tưởng nhất, bản lĩnh nhất. Như vậy sau này đó, trải qua 5 tháng chúng ta bắt đầu giải đãi đi. Qua 5 năm đó mà không trừ diệt được những thứ này đó, thì sau này làm sư cô, đi sư, đi trưởng, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, tới lúc đó, những cái trói buộc này nó vẫn còn. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 87 có đề cập đến các ảnh dụ liên hệ đến các bậc thánh như sau: bậc dự vào dòng thánh còn được gọi là hành giả bất động, bậc trở lại một lần còn được gọi là hành giả hoa sen xanh, bậc không trở lại là hành giả hoa sen trắng, bậc A-la-hán là bậc thánh cao nhất. Sau đây chúng ta sẽ tuần tự đi vào nội dung của bốn cấp bậc thánh nhân. Vấn đề 2: bậc dự vào dòng thánh, tiếp theo được gọi là Sota Ba Nha. Số 1: tình trạng của bậc dự vào dòng thánh. Nội dung tương ưng tập 5
trang 347 cho đến 78 á, có đề cập rất là dài về tình trạng của bậc dự luân. Sau đây là phần tóm tắt. Có hai dòng chảy. Thứ nhất á, là dòng chảy đến sự luân hồi, hay là dòng luân hồi Samsara Sota. Người bị vướng kẹt vào trong cái dòng luân hồi đó thì thường bị thác lũ đức oga của khoái lạc giác quan, tức là dục lậu, thác lũ của tái hiện hữu, tức là hữu lậu, và thác lũ của nhận thức sai lầm, đó là kiến lậu, và thác lũ vô minh, tức là vô minh lậu, nhấn chìm ở trong dòng sanh tử. À, đây là nội dung rất quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm. Người tại gia vẫn còn sống với khác lạc giác quan kamoga, tức là tính dục đó, cho nên họ không thể nào chứng được quả dự luân, và do đó người tại gia không thể nào đạt được giác ngộ và giải thoát. Chúng ta cần phải giải thích rõ vấn đề này cho Phật tử tại gia. Đăng ký đã 10 tông phái của Trung Quốc, 14 tông phái của Nhật Bản, 3 tông phái của Triều Tiên và Việt Nam đều khởi xướng con đường giác ngộ giải thoát dành cho tại gia là không thích hợp. Và khi khởi xướng giải thoát cho tại gia đó sẽ làm cho vai trò của xuất gia bị nhẹ thể đi. Nếu mà tại gia giải thoát được thì người ta đi tu làm gì cho mệt. Cho nên á, ai không thỏa mãn với hạnh phúc của tại gia thì cần phải nỗ lực kết thúc kama, tức là tính dục. Và con đường tốt nhất để họ làm việc đó, đó là trở thành người xuất gia có lý tưởng. Còn ai mà còn cái khao khát tái sinh qua các hình thức là sinh con, hoặc là sinh vào gia đình giàu, thì đó là hữu lậu, thì làm sao mà giác ngộ được. Rồi còn các quan điểm sai lầm như là sợ hãi, mê tín dị đoan, người tại gia vô số, vô minh đó, người tại gia cũng rất là nhiều, và họ tin vào những thứ không có nhân quả. Cho nên đó, cái cảnh giới mà họ sẽ chảy vào, dòng nước mà họ chảy vào đó, đó là cảnh giới bỏ xứ, tức là rơi rớt ở trong những cái lối sống thấp. Dòng niết bàn được gọi là Nibbana Sota, hay còn gọi là dòng pháp Dhamma Sota, hay còn gọi là dòng thánh Ariya Sota, sẽ có khả năng giúp cho hành giả đạt được cảnh giới bờ bên kia, hoặc là chảy vào niết bàn, tức là đạt được niết bàn. Cũng giống như là trăm sông tu về biển cả, dòng niết bàn này là đối lập với dòng luân hồi. Như vậy, theo một định nghĩa đơn giản nhất, thánh nhân tức là người đang dự vào dòng niết bàn, mặc dù là chưa đi đến cái đích điểm của niết bàn, tức là bờ bên kia, nhưng họ đang nỗ lực kết thúc dòng sanh tử, và nỗ lực có phương pháp, ít nhất là trừ diệt được tham ái sân hận si mê. Tiêu chí kinh Trường Bộ tập 1 trang 156, tương ương tập 5 trang 357 về quả vị của bậc dự luân, đó là kết thúc được, chấm dứt được, chặt đứt được ba trói buộc đầu là quan niệm sai lầm về nhân tính, tức là hành kiến, nghi hoặc và giới cấm thủ. Như vậy để chứng được cái quả dự luân là không khó lắm. Dĩ nhiên cái thân kiến thì về phương diện ứng dụng nó rộng hơn, ngoài cái việc không xem thân được thượng đế tạo ra, vật chất tạo ra, duy tâm tạo ra, còn phải xem thân đó là một tổ hợp gồm 36 thể trượt, nó không phải là thượng đế, cho nên chúng ta không nên nô lệ vào thân, không nên xem thân là nguồn gốc của tội lỗi, xem thân là một chiếc xe, là công cụ để giúp cho chúng ta tu, và chúng ta phải làm chủ được thân.
từ bỏ các giáo điều thì người tu học Phật phải thực tập đạo đức đúng. Đối với tại gia là 5 điều đạo đức và 10 điều thiện. Đối với người xuất gia ngoài 2 điều vừa nêu, chúng ta còn có đạo đức sa di, đạo đức tức so manani, đạo đức tỳ kheo ni và đạo đức bồ tát. Tức là mình phải hoàn thiện được những cái điều giới như thế và không còn bất cứ một nghi hoặc nào về chân lý, về nhân quả, về duyên khởi vô thường vô ngã, thì người đó được xem là chứng được quả dự lưu. Theo Tương Ưng tập 3 trang 68, 67, 66 thì cái quan điểm về nhân tính nó được triển khai rất là rộng. Đó là bất cứ ai mà còn chấp rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi, từ giờ đó vẫn còn là người bị kẹt vào thân kiến, tức là chấp ngã sở hữu. Cái này đó thì người tại gia vướng kẹt nhiều lắm, di chúc cho người thân kế thừa thuộc về chấp ngã sở hữu, chỉ lo cho người thân của mình khổ đau và hạnh phúc với người thân của mình cũng là cái ngã sở hữu. Nhiều triệu phú tỷ phú và vướng kẹt khổ về đứa con, đang kia là hàng triệu người, hàng tỷ người trên hành tinh này không có cơm ăn áo mặc thì họ không bận tâm đến, là vì chấp vào cái ngã sở hữu cho nên cái lòng từ bi đó bị mất khả năng hoạt động. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 103 đó giới thiệu về nghi hoặc rất rõ, bao gồm là nghi về Đức Phật, tức là không xem Đức Phật là nhân vật lịch sử, không xem Đức Phật là có 10 đức hiệu, không xem Đức Phật là hoàn thiện được đạo đức và trí tuệ, không tin vào giáo pháp Đức Phật có khả năng giải phóng khổ đau, dẫn đến hạnh phúc, kết thúc sinh tử, không tin vào đoàn thể tu sĩ Phật giáo xuất gia bằng lý tưởng cao quý, tu tập để kết thúc những nỗi khổ niềm đau và hướng dẫn có phương pháp để cho người đời đó trải nghiệm được hạnh phúc, không tin vào đời sống đạo đức có thể dẫn đến an vui hạnh phúc ngay cuộc đời, không xin vào sự độ lượng từ bi vân vân, nhiều thứ khác. Số 2, phân loại các bậc dự vào dòng thánh. Tăng Chi tập 1 trang 233 có nêu ra 3 nhóm dự lưu. Thứ nhất là bậc phải trải qua tối đa 7 lần tái sinh. Thứ hai, bậc chỉ tái sinh 2-3 lần. Và thứ ba, bậc chỉ trở lại 1 lần rồi chứng thánh quả. Điều này nó rất là cụ thể là bởi vì không phải ai cũng phải đúng cái công thức cố định là 7 lần tái sinh. Tại vì có nhiều người ta nỗ lực tốt hơn, nỗ lực kiên trì hơn, nỗ lực nghiêm túc hơn thì cái thời gian được rút ngắn hơn chứ. Và giống như con rùa nó cứ đi liên tục rồi cuối cùng nó đến. Còn con thỏ mà dù chạy nhanh nhưng mà dừng nghỉ quá lâu, chơi bời quá nhiều cho nên cuối cùng nó đi về xa. Như vậy là thời gian và phương pháp nỗ lực đúng đó, sẽ giúp cho cái kiếp số tái sinh ngắn lại để chứng đắc quả A-la-hán. Như vậy nó có khác là thời gian 7 lần tái sinh chỉ là một con số ước lượng, không phải là con số kiếp cố định. Đối với bậc dự lưu nỗ lực cho đến đạt được quả A-la-hán, sự tái sinh của bậc dự lưu từ 2-3 đề cho đến 7 đề là hoàn toàn xảy ra trong một gia đình thiện cô la cô lu, và chỉ tái sinh 2-3 lần cho đến 7 lần là có thể chấm dứt toàn bộ thói khổ đau. Và điều này lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tu và sự nghiêm túc trong sự tu. Phương pháp thực tập đó là bát chánh đạo, cụ thể là đạo đức thiền định và trí tuệ, nhằm giúp cho hành giả đó kết thúc được 5 trói buộc cao và 5 trói buộc thấp.
Số 3, vị trí đạo đức và trí tuệ của bậc dự lưu, Tương Ưng tập 2 trang 69 có đoạn mô tả: bậc dự lưu đã kết thúc toàn bộ các hoạt dụng của nỗi sợ hãi, tức là không cảm thấy cô đơn một mình trong rừng, không sợ thú dữ ăn thịt, không sợ tai nạn, không sợ thiên tai, không sợ bệnh tật, không sợ chết chóc, không sợ luật pháp, không sợ con người, không sợ chiến tranh hận thù. Tức là khái niệm sợ hãi hoàn toàn không tồn tại trong tâm của bậc dự lưu. Do đó vị ấy không còn bất kỳ một sầu bi nào, khổ lị nào. Ngoài ra đó thì bậc dự lưu còn giác ngộ được duyên khởi của thế giới, tức là không chấp nhận vào nguyên nhân đầu tiên. Kinh Tương Ưng tập 5 trang 345 có đoạn mô tả là: bậc dự lưu có niềm tin bất động về Phật, Pháp, Tăng và đạo đức, tức là tin Đức Phật lịch sử tuyệt đối, tin chánh pháp đang giải quyết khổ đau tuyệt đối, tin tăng đoàn tu tập có lý tưởng và giải thoát khổ đau trong hiện thực, và tin đạo đức tức là các hành động cao quý để xây dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội. Về tri thức thì bậc dự lưu được xem là người đã nắm rất vững về chánh pháp, Đức Tha Đam Mô, Ba Ta Đam Mô, Vidita Đam Mô, Bari Yoga, Hát Đam Mô, tức là nắm vững một cách toàn triệt, có hệ thống, vững vàng. Cho nên á, người mà không học Phật pháp đến nơi tính chốn dựa vào cái đoạn kinh này là không thể chứng đắc được dự lưu. Tức là vai trò của trí tuệ đó ở trong việc chứng đắc và thánh quả được Đức Phật đề cao rất rõ. Rất tiếc là các tổ về sau này, nhất là tổ Trung Quốc và Việt Nam đó, thì không nhấn mạnh đến góc độ là nắm vững chánh pháp, thậm chí còn cho là việc đi học đó dẫn đến tình trạng cấm cao ngã mạn. Cái đó là một cái ngộ nhận rất đáng tiếc. Kết quả trực tiếp của việc nắm vững chánh pháp sẽ giúp cho các bậc thánh á vượt khỏi hoài nghi, và do vậy họ không còn bị lôi sụp ở trên con đường giác ngộ nữa, tức là bất thối chuyển. Tăng Chi tập 1 trang 232 mô tả là: bậc dự lưu đang trên con đường hoàn thiện đời sống đạo đức và trí tuệ, và cái hỗ trợ căn bản cho sự hoàn thiện đi trên chính là thiền định. Vì thiền định là nỗ lực để kết thúc toàn bộ trói buộc thấp và trói buộc cao. Vấn đề 3, bậc trở lại một lần, tiếng Pali gọi là Sakadagami. Kinh Trường Bộ tập 1 trang 156 cho rằng đó, bậc trở lại một lần trước nhất là kết thúc được ba trói buộc đầu, thân kiến về ghi về giới cấm thủ, và giảm thiểu tối đa hai trói buộc kế tiếp là đam mê khoái lạc giác quan và hiềm hận. Tức là tính dục đã được vị ấy kết thúc rồi, không còn đời sống vợ chồng, không còn đời sống tình yêu, nhưng mà những cái vi tế của nó đó vẫn còn nhỏ nhỏ, không đáng kể. Sân hận như giết người, dùng vũ khí đã thương, lỡ trừ xung đột, mâu thuẫn đã hết. Nhưng mà những cái vi tế của cái tâm sân, như là sự đôn nóng, vân vân, vẫn còn nhơ nhỏ ở trong bực dự lưu. Về thời gian đó, thì bực dự lưu phải tái sanh tối thiểu là một lần mới có thể kết thúc được toàn bộ tất cả các khổ đau. Như vậy dựa vào định nghĩa vừa nêu thì ái dục chính là yếu tố quan trọng nhất để dẫn vào sanh tử ra. Sở dĩ là còn trở lại một lần nữa là vì cái ái dục đó vẫn chưa kết thúc hết. Người xuất gia hoàn tục là do vì thất bại trong nỗ lực kết thúc ái dục ta.
và lấy tiêu chí này làm chuẩn đó, thì các vị lạc ma Tây Tạng có thể nói 3/4 các nhà sư Tân Tăng Nhật Bản là những người có lẽ là rất khó có cơ hội để đạt được dự lưu và quả nhất lai, bởi vì họ có đời sống gia đình như là người tại gia, và cái khuynh hướng thế tục quá đầy đó đã làm cho cái hình ảnh của Tăng Bảo đó bị giảm đi khá nhiều. Có thể phương pháp tu của Tây Tạng là một trong những nguyên do dẫn đến lối sống đó, cho là thấy Phật giáo Tây Tạng đó sử dụng hình ảnh thiên nữ giao dâm với Phật để tạo ra cái biểu tượng đó là sự giao phối giữa từ bi và trí tuệ, hay nói cái khác là sự kết hợp, sự trọn vẹn, sự viên mãn trí tuệ và từ bi mới giúp cho một con người giác ngộ. Ý tưởng thì hay, nhưng mà hình ảnh để hình dung ra đó là nó làm cho người ta bị vẫn đục bởi ái dục. Và đây là những cái hình ảnh rất là khó giải thích, dù có nêu ra như cái cách giải thích vừa nêu cũng không thể là thuyết phục được từ quan điểm truyền thống của Đạo Phật. Thì chúng ta thấy là sở dĩ mà con người có hành động dục á, là vì con người bị ám ảnh bởi dục, ám ảnh bằng cái thể dục, bằng cái tư dục, bằng cái niệm dục, bằng hình dung dục. Cho nên người xuất gia là cần phải nỗ lực vượt qua những cái tư niệm dục, hình dung dục, rồi ý niệm dục, thì chúng ta mới có thể giải thoát khỏi dục được. Còn hàng ngày mà nhìn quán tưởng cái hình ảnh giao dâm đó thì không thể nào mà kết thúc được dục. Nhiều chánh điện của Phật giáo Tây Tạng thờ cái tượng đó rất là to ngay trong phòng khách của Đức Đại Lạt Ma, nơi mà chúng tôi có cơ hội thăm viếng 3 lần cũng có hình ảnh này. Thì nó trở thành như là cái pháp tu đặc thù của Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà pháp tu đó là rất khó được chấp nhận từ góc độ của Phật giáo Nguyên Thủy và từ triết học tâm lý của Đạo Phật. Cái gì mà chúng ta gặp nhiều quá, cái đó chúng ta sẽ trở thành. Con người á, thực ra là sự trở thành của những gì mà con người đã tiếp xúc và sống với đó. Vấn đề 4, bậc không còn trở lại sanh tử, tiếng Pali gọi là Anagami. Số 1, tình trạng của bậc không còn trở lại. Theo định nghĩa của kinh Tạng Pali thì bậc Bắc Lai này đó đã nhổ sạch gốc rễ của 5 trói buộc thấp, hay còn gọi là 5 trói buộc nặng, bao gồm thăng kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, đam mê khoái lạc, tính dục và hiềm hận. Như vậy ở đây chúng ta thấy là 2 yếu tố thứ 4 và thứ 5 là quan trọng, tức là không còn sân hận, không còn tính dục nữa, và cái đây là yếu tố quan trọng nhất của người tu. Không còn hoài nghi, có nghĩa là giải phóng được vô minh này. Hoài nghi là con đẻ vô minh. Như vậy nói gọn lại, ai kết thúc được tham ái, giận dữ, vô minh thì người đó được xem là bậc Bát Lai. Còn quan niệm sai lầm về nhân tính thực ra nó cũng là một cái con đẻ của vô minh thôi. Vô vô minh mà người ta có tà kiến về thân thể, vô vô minh mà người ta mới tu tập phương pháp sai lầm mà nghĩ rằng là nó là con đường đập lộ để giác ngộ. Như vậy hoài nghi, thân kiến và giới cấm thủ thực ra là con đẻ của vô minh được triển khai qua 3 phương diện mà. Cho nên bậc nhất bậc Bát Lai được xem là kết thúc toàn bộ tham sân hận và vô minh. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 85 có một đoạn kinh đề cập như sau, tức là sau khi mãn phần ở cõi đời này thì bậc Bát Lai đó có thể tái sanh vào một trong những cõi trời cao nhất và tu tại đó để chứng đắc được quả A La Hán. Cõi trời như chúng tôi đã nhiều lần lý giải đó, thực ra nó là cảnh giới của con người
ở một hành tinh khác, nơi mà hoàn cảnh sống, điều kiện sống, tuổi thọ, trí tuệ, đạo đức và hòa bình có họ cao hơn là con người trên địa cầu chúng ta. Cho nên là xem các cái cõi trời đó là tức là các hành tinh cao cấp nơi có sự sống của con người. Tức là họ không tái sinh vào cái cõi hành tinh này, nhưng mà tiếp tục tái sinh ở các cái cõi cao hơn để việc tu tập nó được kết thúc sớm hơn. Dầu là bậc bất lai nhưng mà vì còn sanh vào một cái cõi trời, cho nên á là sự tái hiện hữu, tức là bhava yoga đó vẫn còn. Do các phiền não chưa được kết thúc một cách trọn vẹn, tức là có thể kết thúc được là 95-98%, còn vài phần trăm còn lại có thể kết thúc thêm một kiếp sống nữa. Thực ra con số tái sanh một lần ở cõi trời cũng là ước lượng thôi, tại vì có rất nhiều thánh A-la-hán thời Phật đâu có cần phải tái sanh thêm một đời nữa hay bảy đời nữa, mà họ đều có thể trở thành là A-la-hán. Chư Bộ tập 1 trang 72 cho rằng là sự trói buộc của khoái lạc tính dục chính là một con nợ ám ảnh con người và các loài động vật. Các loài động vật thì hưởng thụ tính dục đôi lúc nặng hơn con người, nhất là những con bồ câu, xe sẻ và những con vật khác. Còn thiềm hận được xem như là cơn bệnh về tâm hay là thái độ của tâm. Số 2, phân loại bậc bất lai theo Thanh Tịnh Đạo Luận trang 612 bản Pali, có các bậc bất lai như sau. Thứ nhất, người đã chặt đứt được dòng hoạt động của năm trói buộc cao và chứng đắc được bàn ngay trong nửa đời đầu, tức là khoảng trong phạm vi 40 tuổi trở lại. Đó là những nhân vật kiệt xuất. Còn sau tuổi 40 đó là khó chứng đắc. Ý muốn nói là già rồi bắt đầu cái nghiệp phàm nó gia tăng. Thứ hai, người đã chặt dứt được dòng hoạt động của năm trói buộc cao và chứng đắc được niết bàn trong nửa đời người sau, tức là từ tuổi 40 trở lên, càng về sau này đó thì người ta càng dễ giác ngộ, do vì từ bỏ các cái đam mê thuộc về phàm. Thứ ba, người đã chặt đứt được dòng trói buộc năm trói buộc cao và chứng đắc niết bàn một cách không cần dụng công, tức là tu một cách rất là nhẹ nhàng thư thái, tu đúng cách chứ không phải là quá căng thẳng, quá đè nén, quá gắt gao như thể ngày mai sẽ chết. Vấn đề 5, bậc A-la-hán. Số 1, tình trạng đạo đức và trí tuệ của A-la-hán. Trong kinh Phật Thuyết Như Vậy kệ 95 và 96 có đoạn định nghĩa như sau: A-la-hán là bậc thánh không còn các trói buộc khoái lạc giác quan, không còn trói buộc tái hiện hữu, không còn trói buộc vào vô minh, không còn dòng chảy của lầu hoặc ở tâm. Đó là đã kết thúc tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Cái khác biệt giữa bậc bất lai và A-la-hán đó, tức là bất lai thì còn phải tái sanh thêm một lần nữa ở cõi trời, còn A-la-hán thì không. Trư Bộ tập 1 trang 157 cho rằng sự chấm dứt toàn bộ các lậu hoặc, giải phóng các lậu hoặc dẫn đến chứng đạt được tâm giải thoát, gọi là giải thoát bằng trí tuệ. Đó là sự chứng đạt trí tuệ siêu việt ngay trong đời sống hiện tại này. Tức là chứng A-la-hán là ngay trong kiếp sống, chứ không phải là tái sanh về một cái cõi Phật nào đó. Và cũng trong bài kinh Trường Bộ nêu trên, một đoạn khác Đức Phật mô tả: ai hoàn tất sự tu luyện
về đạo đức cao thượng Adisila, thiền định cao thượng Adichitta và trí tuệ siêu việt Adibanya. Người đó được xem là thánh A-la-hán. Nói cách khác là A-la-hán thì không còn phạm pháp, đạo đức rất là thanh cao, tâm nó rất là vững chãi và trí tuệ rất siêu việt. Do đó, đó họ không còn bị tái sanh bất cứ nơi nào nữa. Về phương diện ứng dụng thì A-la-hán là không còn bị dao động trong các biến cố của cuộc đời. A-la-hán được xem là bậc đã chiến thắng Vichita Vino, tất cả các khuynh hướng bất thiện và số ác Anusara, tức là những cái tùy miên, những tâm lý ngủ ngầm. Về bản thể thì trong bậc A-la-hán đó, sự giác ngộ tức Bodhi, giải thoát Vimukti và Niết Bàn chỉ là một thôi, mà là được mô tả bằng các khái niệm khác nhau. Số 2, phân loại A-la-hán. Trung bộ tập 1 trang 477 có chia ra hai nhóm A-la-hán, đó là A-la-hán diệt trừ toàn bộ các loại phiền não lậu hoặc của tâm thông qua 8 giải thoát, và thứ hai là bậc A-la-hán giải thoát giờ trí tuệ. Giải thoát giờ trí tuệ là chiếm đại đa số trong các mô tả văn học Pali. Còn giải thoát tâm thông qua bát giải thoát đó chỉ xuất hiện hình như là 2 lần trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ thôi. Chúng ta thấy hiếm khi tái xuất hiện ở các kinh tạng Pali còn lại. So sánh giữa hai nhóm A-la-hán vừa nêu đó thì A-la-hán giải thoát giờ trí tuệ đó được xem là sâu sắc hơn. Bởi vì trí tuệ sẽ giúp cho con người đạt được từ bi, hoàn thiện đạo đức và thành tựu được thiền định. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 87 nói rõ hơn về sự giải thoát bằng trí tuệ như sau: A-la-hán là người đã chứng đắc giác ngộ bằng trí tuệ Panya-vimukta. Nếu vị ấy không trải qua giai đoạn an trú và thọ hưởng 8 giải thoát và không kinh qua các cấp độ thiền định vô sắc giới, và cũng có thể là người đã giải thoát bằng hai cách nếu vị ấy an trụ và thụ hưởng được 8 giải thoát. Thì đó là cái cách mô tả về bậc giác ngộ mà vai trò trí tuệ là rất cao. A-la-hán còn được gọi là người theo đuổi chân lý và người đó đạt được chánh kiến trọn vẹn. Về phương diện giới tính, người chứng đắc A-la-hán có thể hoặc là người nam, có thể hoặc là người nữ, nhưng mà chưa từng nghe kinh nào nói rằng là giới tính thứ ba có thể trở thành A-la-hán. Dĩ nhiên bất luận màu da, chủng tộc, tu sĩ hay cư sĩ, ai kết thúc được năm trói buộc cao, năm trói buộc thấp, người đó là A-la-hán. Trong trường hợp là cư sĩ, người đó phải là người đang sống độc thân. Còn sống đời sống của gia đình, vợ chồng, tình yêu và tính dục thì không thể nào chứng đắc được A-la-hán. Kinh Tương Ưng có đề cập đến số lượng 50 đệ tử tại gia chứng quả không còn trở lại sanh tử, tức là bắt lai, và 25 vị chứng đắc được Niết Bàn, được đề cập trong kinh Tăng Chi. Thì 25 vị tại gia đó đều là những người không còn hoạt động tính dục nữa. Vấn đề 6, A-la-hán và thái độ vô ngã. Thái độ tôi là đó, thứ nhất là sự ngộ nhận. Và cái ngộ nhận này có cái gốc rễ là nỗ lực đồng nhất bản ngã Abhimano với 5 nhóm nhân tính tâm vật lý, gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Do vô minh mà con người đã nhầm lẫn như thế.
Cho nên bậc chứng được A-la-hán quả trong họ và qua các hành động không bao giờ còn bất cứ một hình thái cái tôi tự ngã và cái tôi sở hữu. Rộng hơn nữa thì bậc A-la-hán sẽ không còn so sánh đối chiếu, dướng kẹt vào chủ nghĩa tự ngã trung tâm dưới bản thức, so sánh hơn, tức là mình hơn người khác, so sánh bằng, thua mà nghĩ là bằng người khác, so sánh thua, tức là mặc cảm tự ti khi thấy là mình xúc kém hơn người khác. Áp dụng phương diện này trong đời sống vợ chồng đó, thì vợ chồng không nên so sánh với vợ chồng của người khác, tức là vợ không nên so chống chồng mình với thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng, đại gia, giới trí thức. Tại vì so với như thế thì chồng mình tệ hơn chồng thằng Đậu, chồng bà Đậu. Và chồng không nên so sánh vợ mình với vợ người khác, vì như thế chúng ta sẽ xem vợ mình tệ như là bà Đậu. So sánh nó thường dẫn đến cái khổ đau, như là những so sánh tiêu cực. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 359 có mô tả tương tự. A-la-hán vượt qua hết tất cả các lậu hoặc của tâm, hoàn thiện đời sống thánh hạnh, đặt cái nặng xuống, trừ diệt được sinh tử, giải thoát nhờ trí tuệ. Do đó thái độ sau đây sẽ không còn, đó là có người hơn tôi, có người bằng tôi, có người thua tôi. Đó là không có đối chiếu so sánh với dạng bản ngã nữa. Về nội hàm cảm xúc đó, thì A-la-hán không còn chịu khổ đau do các phản ứng cảm xúc và chấp thủ gây ra. Vấn đề 7, tiêu chí xác định A-la-hán thật. Có nghĩa là về phương diện hành xử đó, có nhiều người rất khéo, khéo đến độ họ giả trang thiền tướng như thể là một người đã chứng đắc được thánh quả. Cho nên đánh giá con người qua hình tướng là dễ bị ngộ nhận. Những kẻ bây giờ làm tu sĩ giả đó rất đẹp trai, rất điềm đạm, hoặc là các diễn viên đóng vai các hòa thượng trong phim kiếm hiệp Trung Quốc đó, đạo mạo hơn, uy nghiêm hơn các hòa thượng thật. Nhưng mà đời sống của họ thì không bằng được một phần của tu sĩ, huống hồ là hòa thượng. Cho nên biểu đạt ngoại hình chưa nói lên được cái đời sống nội tâm. Kinh Chabi Sodana thuộc Kinh Trung Bộ đề cập đến 5 tiêu chí để xác định đâu là một A-la-hán thiệt. Tiêu chí 1, đối với bậc A-la-hán, cái thấy, nghe, ngửi, biết được quan niệm chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không còn các phản ứng tham ái, sân hận và si mê. Tiêu chí 2, không còn chấp vào 5 nhóm nhân tính, tức là 5 uẩn: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Không còn bị đánh đồng với bản ngã, tự ngã và ngã sở hữu nữa. Thứ ba, đối với 6 nhóm hình thành trên thế giới thì người chứng đắc A-la-hán không bao giờ quan niệm rằng chúng là thực thể, là bản ngã, là linh hồn. Tiêu chí 4, đối với 6 quan năng cảm giác và 6 đối tượng giác quan, bậc A-la-hán tuệ tri rất rõ rằng cái gì còn có đam mê, cái đó đưa đến chấp thủ. Cái gì còn chấp thủ, cái đó còn tham ái. Cái gì còn tham ái, cái đó tạo thành tính điều ở tâm, bao gồm thành kiến, khuynh hướng. Bậc A-la-hán đích thực đã chặt đứt được tiến trình của những thứ vừa điêu. Thứ năm, các phán đoán hay thái độ tôi là đối với bản thân và thế giới xung quanh bậc A-la-hán là không còn xuất hiện trong tâm của vị A-la-hán nữa. Nếu như thế thì A-la-hán phải thực tập tuệ quán, tức là Vipassana,
và an chỉ, tức Samatha, vốn là hai yếu tố quan trọng giúp hành giả đạt được sự giác ngộ. Cũng trong bài kinh như trên á, yếu tố cuối cùng là rất hấp dẫn. Đức Phật nói, khi ở đám đông cũng như lúc đang sống một mình, không có bị người quan sát, không bị đặt máy quay lén, không bị thâu âm thanh lén, nhân cách thoát khỏi tham ái sân hận si mê chấp thủ của bậc A-la-hán là độc nhất. Còn người chưa đạt được A-la-hán đó thì chúc quần chúng rất là đỉnh đạt trang nghiêm, nhưng khi ở một mình á thì bắt đầu các cái thói quen phàm, người phàm nó biểu lộ ra một cách rất là rõ ràng. Rất nhiều thanh niên lập nghiệp mà khi có ngoại hình đẹp á, thì được tuyển dụng vào những cái vai vế tiếp khách hàng, ngoại giao khách hàng, quảng cáo khách hàng. Nhưng mà khi làm việc đó, khách hàng không hài lòng, nó có chửi bới đó, thì những người được huấn luyện là vẫn tươi cười vui vẻ như thể là không có gì xảy ra, mà dù trong đầu họ khổ dữ lắm. Về nhà đó họ mới lột cái mặt nạ ở trường công xưởng ra, họ sống với con người thật của mình, thì lúc đó người thân sẽ trở thành là kẻ lãnh đủ theo công thức dặn cái chấm thức. Rất nhiều người chị em như thế, rất nhiều chàng trai như thế, ở công cộng đẹp lắm, duyên dáng lắm, lịch sự lắm, cao thượng lắm, nhưng mà về nhà đó một câu nói lỡ lời của người thân là có thể trở thành là tâm bành lục tặc liền. Cho nên đánh giá đang lúc ở một mình cũng giống như là lúc có mặt ở trong tập thể, cái tâm thanh thoát cao thượng của bậc giác ngộ là giống nhau, không có khác biệt. Còn chúng ta đó là chút một quần có khác, còn khi ở một mình thì mình có khác, tức là thiếu nhất quán về tri và hành. Nói tóm lại, thánh nhân ra trong kinh điển Bali dưới Đức Phật thì gồm có bốn bậc: nhập dòng thánh, bậc tái sanh 7 lần, bậc tái sanh 1 lần, bậc A-la-hán. Đều là những người đang tiệm cận với con đường thánh nhân, trở thành thánh nhân. Và khi quả thánh nhân đã đạt được trọn vẹn, tức là chứng đắc được Niết Bàn đó, thì họ không còn bị tái sanh trong sanh tử và luân hồi nữa, do nghiệp đã không còn đủ sức để chi phối họ. Nếu có mặt, chẳng qua họ là người phát nguyện để dẫn để độ sinh thôi. Xin kết thúc tại đây. Còn Bồ Tát thì chúng ta không học đến, vì dẫn nhập chứ Phật giáo đó là cái phần chúng ta nghiên cứu về đạo Phật nguyên thủy đó, hay cụ thể là quan niệm của Đức Phật trong kinh Tạng Pali về một bậc được gọi là thánh nhân theo ngài. Quyền đem công đức này hướng về khâm tân cảm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần